Tôi ngày hôm nay được đồng hành với tất cả các anh chị và được làm quen với tất cả các anh chị ở đây. Vi cũng đã là một thành viên rất là kỳ cựu của câu lạc bộ Chạm Tha Vàng. Bởi vì Vi cũng xuất phát từ một cái cô gái nhân viên văn phòng thôi, mà nhờ vào học tập cái bộ công thức thành công của câu lạc bộ, chỉ sau hơn 3 năm 4 năm vừa qua thì Vi đã thay đổi cuộc sống mình rất là lớn ha, tự do không gian, tự do thời gian, tự do tài chính, và mình đã có một cái công việc kinh doanh nó mà phát triển rất là tuyệt vời và đã cho mình những cái nguồn thu nhập thụ động dồi dào, nền kinh tế dồi dào, và mình có thể vòng quanh thế giới. Khi sau hơn 3 năm đồng hành với câu lạc bộ thì Vi đã có thể bước sang 15 nước trên thế giới. Thì cái điều đó là Vi cảm thấy rất là hạnh phúc các anh chị ha. Bởi vì trước đây bản thân mình cũng không bao giờ có được cái thành công tuyệt vời như vậy. Mình cũng đã có thể xây tặng nhà cho ba mẹ, mình cũng có thể là chu cấp hàng tháng những cái nguồn dinh dưỡng sạch đúng không, dòng tài chính hàng tháng, và giúp cho mẹ mình đúng không, anh chị em trong gia đình của mình có một cuộc sống chất lượng hơn. Nên là Vi thấy điều đó nó rất là điều tuyệt vời với Vi. Bởi vì trước đó thì mình ngay cả cái việc mà tặng cho ba má mình một đôi giày, một đôi dép, mình còn chưa có thể làm được. Nên là những cái ngày cận Tết như thế này, thật sự rằng là đối với Vi nó là một cái áp lực rất là lớn, bởi vì mình không có cái tài chính đó, nên là mình cảm thấy không thích Tết, không thích Tết chút nào cả. Ở đây có chị có thích Tết không ạ? Các chị có thích Tết không? Chứ thật sự là trước đây khi mà mình còn đang ở trong cái trạng thái là đầu tháng có tiền, cuối tháng hết tiền các chị, Vi không thích Tết chút nào hết. Tại vì sao ạ? Tết phải lì xì đúng không, phải lì xì cho con cháu rồi, phải này nọ kia, tiền bạc này nọ, mà trong khi đó mình không có tiền các anh chị, nên thật sự là mình không thích Tết chút nào hết. Lúc đó là lúc mà mình không có tiền thôi đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì khác rồi ha, bây giờ thì mình rất là thích các chị ạ. Đúng không ạ? Khởi đầu một cái Tết là khởi đầu năm mới thành công ha. Và nhờ câu lạc bộ Chẳng Thả Vàng đã cho Vi một cái nền tảng rất là vững chắc. Cho nên là ngày hôm nay thì Vi cũng sẵn sàng chia sẻ các anh chị về cái hành trình mà Vi đã đi qua và những cái gì Vi đã làm được ha, và đã tốt nghiệp được và đã đạt được những thành quả cho chính bản thân của mình. Cho nên là trưa ngày hôm nay Vi sẵn sàng với các anh chia sẻ cùng với tất cả các anh chị. Rồi, Vi sẵn sàng chia sẻ, các chị có sẵn sàng để tập trung thân tâm trí ở đây để mà đón nhận những giá trị tốt nhất không ạ? Các chị có sẵn sàng không các anh chị ơi? Dạ rồi, ok. Và bây giờ thì để mà chúng ta có thể đón nhận những cái giá trị tốt nhất thì bây giờ chúng ta sẽ dành ra 30 giây các chị ha. 30 giây để làm gì ạ? Dạ, và cùng nhau ráo định cho cái kết quả mà chúng ta sẽ nhận được trong buổi trưa ngày hôm nay, và cũng như bản thân của chúng ta sẽ có được cái câu trả lời ở mặt cho chính bản thân của mình và giúp cho mình thành công vượt bậc hơn trong năm 2024 ha. Rồi, 30 giây và cùng nhau ráo định và rắc bởi phép màu cho cái buổi học của mình bắt đầu các anh chị ha. Rồi, anh chị nào quyết định xong chúng ta cùng nhau quay trở lại các anh chị ha. Chủ đề của mình trong buổi trưa ngày hôm nay đó là về sức mạnh của ngôn từ. Ngôn từ nó sẽ tạo ra cái sự thay đổi cho cuộc sống mình như thế nào. Các anh chị biết rằng là đa phần cái thói quen của số đông các anh chị ha. Thói quen của số đông đó là chúng ta thường hay nói những cái ngôn từ không tích cực. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái ngôn từ chúng ta luôn nói về những cái điều mà nó không tích cực đúng không ạ, và luôn tập trung vào những cái mặt không tích cực cho cuộc sống, thì đó là thói quen, đó là thói quen đó. Và dạy con cũng vậy, chúng ta dạy con, chúng ta la con mình chỉ trách móc thôi đúng không ạ, mình chỉ theo thiên hướng. Đó là gì, một trong những cái tư duy mà người Việt Nam mình đang có,
đang bị mắc phải, đó là thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi, đúng không ạ? Người Việt Nam của mình các chị ha, đang bị cái tư duy này, đó là thương cho roi cho giọt, mà ghét á thì cho ngọt cho bùi. Các chị có nghe từng nghe câu này chưa, hay là mình cũng đang bị cái tư duy này các chị? Đứa mà mình ghét á là mình nói ngọt dữ lắm đúng không ạ? Đứa mình ghét mình hả, nói chuyện hả tử tế đàng hoàng, còn cái người bình thường á thì mình nói chuyện gắt gao và hơi chưa dễ chịu đó, có không ạ? Chúng ta đang có tư duy này không các chị? Thương cho coi cho gị gọt đúng không ạ? Ghét cho ngọt cho bùi. Vậy cái tư duy này ai dạy mình nhờ? Mình học được cái tư duy này từ đâu các chị? Mình học cái tư duy này từ đâu các chị? Cho nên là các anh chị thấy rằng là, cho nên là đa phần xu hướng của chúng ta nha, mình cư xử với người ngoài á thì nó rất là ngọt ngào, không đó, mình cư xử với người ngoài thì rất là ngọt ngào, dễ thương dễ mến, nhưng mà mình cư xử với người nhà của mình nó thì sao ạ? Dạ rất là gắt gao và không dễ chịu, đúng hay rất đúng ạ? Đúng không ạ? Đây là, đó là nó đến từ cái niềm tin các chị ha, đó là cái niềm tin mà chúng ta đã được neo từ ông bà của mình ha, những người thế hệ đi trước, hoặc là chúng ta nghe từ những người khác các chị. Nên là các chị thấy rằng là đa phần chúng ta đang có xu hướng đó, cho nên đối với người ngoài dễ thương cực kỳ luôn, nhưng mà về nhà là chúng ta sẽ cực kỳ là gắt gao và cực kỳ là không dễ chịu với người mà đang yêu quý mình nhất ha. Với những người thân của mình thì mình lại có một cái cư xử đôi khi nó chưa đúng mực đó, nó chưa được mang cái chất, mang cái tình yêu thương á, và ngôn lời nói của mình nó không được nhẹ nhàng ha. Và đa phần thì cho em hỏi là ở đây bao nhiêu các chị thích được nói ngọt nói ngon đúng không ạ, và rất là được nghe những cái lời tốt đẹp. Ở đây có ai thích bị la không? Ở đây có ai thích bị la không? Ở đây có anh chị nào thích là mình bị nói những lời tích cực không? Bị phán xét không? Rõ ràng là chúng ta, tất cả chúng ta đều thích nói được cái sự dịu dàng, nói ngon, nói ngọt đúng không ạ? Nói khích lệ, có nói động viên đó. Nhưng mà đa phần thì chúng ta luôn dành những cái điều tốt nhất là cho người khác. Nhưng mà với những cái người mà chúng ta yêu quý, và ngay cả trên chính cái cơ thể của mình, thì hầu như chúng ta không có làm điều đó, đúng không ạ? Với chính cái cơ thể của mình đó, và những người mình yêu quý nhất đó, thì hầu như là chúng ta không có làm điều đó với họ. Chúng ta chỉ đang làm điều đó với những cái người mà các chị không thích thôi, hoặc là những người ở bên ngoài thôi, đúng không? Và các chị thấy rằng là có phải là chúng ta đang bị một cái gì, một cái hành động nó bị ngược ngạo không? Một cái hành động ngược ngạo, đúng không? Ai là cái người quan trọng nhất trong cuộc đời này với mình? Có phải là cái thân thể này không? Những người yêu quý không ạ? Nhưng mà chúng ta lại đi cư xử theo cái cách đó là gì ạ? Nói ngon nói ngọt với những người khác, còn những cái gì quan trọng nhất với mình thì mình lại rất là gắt gao, và mình luôn nói những cái lời nói không có được tích cực ha. Cho nên là chúng ta thường hay nói mình những cái lời nói giống như là mình không có giỏi đúng không? Đó, mình không có tài rồi, mình thế này thế kia, và chúng ta luôn đặt mình vào cái trạng thái đó là sự phán xét, sự đánh giá, chỉ trích bản thân của mình rất là nhiều đó, và đó là thói quen của mình luôn. Và đó là thói quen của mình các anh chị ha. Và chính vì vậy cho nên là giờ chúng ta đã không thể nào yêu thương bản thân mình đúng cách được, bởi vì các chị đã hành động sai cách rồi. Làm sao mà chúng ta có thể yêu thương bản thân mình đúng cách, trong khi là ngay cả cái lời khen bản thân của mình còn chưa nói ra được. Bản thân của mình á, mình còn chưa nói ra được các anh chị ha. Mình chưa bao giờ khen bản thân mình chưa bao giờ cho mình những cái lời động viên khích lệ, và cũng như là chưa bao giờ thật sự ghi nhận chính những cái gì mà mình đã làm được và đang làm được ha. Thì đó chính là một cái cách mà chúng ta đang tự làm việc với mình như thế. Cho nên ngày hôm nay các chị hiểu rằng là bản thân của Vi trước đây cũng như vậy, mình không hề hiểu được sức mạnh của ngôn từ, bởi vì mình không hiểu được đó là luật hấp dẫn. Trong vũ trụ thì nó sẽ có 6 cái quy luật ha. Các chị, 6 quy luật. Quy luật đầu tiên đó là quy luật tập trung. Cái gì tập trung thì cái đó mở rộng nha. Mà đa phần thì chúng ta chỉ đang nói với mình là về những cái gì ạ? Những cái từ ngữ không tích cực,
Có gì các anh chị đang tác động nhiều, nghĩ nhiều, nói nhiều là các chị đang tập trung vào. Và đương nhiên rồi, cái đó nó sẽ mở rộng cho cuộc sống của mình càng nhiều hơn nữa. Nhưng mà chúng ta không hề biết điều này. Và chúng ta đã làm gì ạ? Chúng ta đã làm gì cả nhà mình ơi? Chúng ta thường hay trách móc, đổ lỗi, phàn nàn, và chúng ta thường hay nói về những cái mặt không tích cực của mình, đúng không ạ? Và hay phàn nàn về những điều đó của mình và những người khác. Cho nên là các anh chị thấy rằng là chúng ta toàn là tập trung những cái điều không tích cực không? Cho nên là cái điều đó nó mở rộng cho cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Và các chị thấy rằng nó đi theo các chị bao năm rồi. Những cái điều không tích cực đó nó đi theo các chị bao năm rồi các chị? Bao nhiêu năm rồi? Có phải đi theo các chị trong suốt là cả thập kỷ rồi đúng không ạ? 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm nay, 50 năm nay. Cho nên là cuộc sống mình nó luôn luôn bị gắn ghép những cái điều không tích cực liên tục ha. Thì cho nên các chị thấy rằng là cái gì tập trung thì cái đó mở rộng, và nó luôn mở rộng cho cuộc sống của các chị trong mọi khía cạnh luôn, về sức khỏe, về tài chính, về mối quan hệ ha, về hôn nhân, về con cái, tất cả mọi mặt, công việc kinh doanh, thì hầu như nó đều đang phát triển cho trong cuộc sống của mình, và không không nhất các anh chị ha, bởi vì các chị đã không hiểu được cái gì tập trung thì cái đó nó mở rộng. Đó là quy luật thứ nhất các anh chị ạ. Rồi cái quy luật thứ hai ha, đó là quy luật hấp dẫn. Quy luật hấp dẫn có nghĩa là gì ạ? Khi mà mình đang phát ra cái tần số nào thì chúng ta sẽ hấp dẫn những cái tần số tương đương, mà chúng ta đâu có biết rằng là chúng ta toàn là phát ra cái tần số lời nói không tích cực, đúng không ạ? Thì các chị sẽ hấp dẫn những cái tần số tương đương với những cái năng lượng đó thôi. Cho nên là các chị thấy rằng là chúng ta chỉ nói những cái điều không tích cực, nên là các chị toàn là hấp dẫn những con người không tích cực, những sự kiện không tích cực, đúng không ạ? Những vấn đề không tích cực, và nó cứ hiển thị trong cuộc sống của mình các chị ha. Vậy theo các chị đó có phải là ngẫu nhiên không ạ? Đó có phải là ngẫu nhiên không các chị ơi? Đúng ạ, nó có ngẫu nhiên không các chị? Nó có ngẫu nhiên không ạ? Dạ, nó không có ngẫu nhiên các chị ha, mà cái đó nó đến từ cái việc mà các chị biết rằng là chúng ta đã tạo ra nó, mà bản thân của chúng ta không hề hay, không hề biết, không hay không biết luôn các chị ha. Nên là đó chính là bởi vì chúng ta không bao giờ hiểu luật đó. Đó là quy luật luật hấp dẫn. Cho nên là các anh chị càng nghĩ về nó thì các chị càng phát ra cái tần số vào trong vũ trụ này, và chúng ta sẽ hấp dẫn nó đến với cuộc đời của mình nhiều hơn, đúng không? Cho nên là Vi nghe rất là nhiều người họ thường hay nói rằng là tại sao cái điều này lại đến với mình, tại sao cái điều nọ nó lại xảy ra với mình, trong khi là mình sống tốt quá mà đó, đúng không ạ? Dạ, mình sống rất tốt luôn, tâm mình rất tốt, mình luôn muốn giúp đỡ người khác, nhưng mà cái miệng của mình nó chưa được tốt lắm, nghĩa là mình nói ra những cái lời nói mà không tích cực, mình không biết luôn, mình nghĩ những điều không tích cực, đúng không ạ? Và chính những cái điều đó nó đã hấp dẫn vào cuộc đời của mình mà mình không hay không biết luôn các anh chị ha. Cho nên là mình không hiểu được lý do tại sao lại như thế. Cho nên là mình cũng không bao giờ chỉnh nó được, không đổi nó được, không thay đổi nó được. Và nó kéo dài cho cuộc sống mình trong suốt mấy chục năm nay ha. Đó là luật hấp dẫn. Luật thứ ba các chị ạ. Quy luật thứ ba, đó là luật gì các chị biết không ạ? Đó là luật nhân quả. Có gieo thì có gặt, không gieo thì không gặt. Mà đã gieo thì chắc chắn sẽ gặt, mà đã gặt thì sẽ gặt gấp nhiều lần gieo ha. Mà gieo nhân tốt thì sẽ gặp một bầu trời quả ngọt, mà có lỡ mà gieo nhân không có tốt thì cũng là một bầu trời quả không có ngọt luôn. Đúng không? Nên là các chị thấy rằng là có gieo thì có gặt ha. Nên là ngày hôm nay các chị thấy rằng là bản thân của chúng ta trước giờ chúng ta toàn là đi gieo những cái trái trái đắng, trái chua, đúng không ạ? Nghĩ về nó, nói về nó lại đang gieo đó, rồi chúng ta đòi gặt cái quả ngọt, gặt kiểu gì đây các anh chị? Mình đã gặt cái quả ngọt, gặt kiểu gì đây, mà trong khi là cái vườn của mình nó toàn là gieo hạt gì, hạt chua hạt đắng không à, đúng không ạ? Giờ sao được gọi đòi đòi gặt quả ngọt được? Nên là giờ bắt đầu ngay từ hôm nay là chúng ta cần phải học cách để gieo hạt lại ha, và gieo như thế nào xíu nữa em sẽ chỉ. Bây giờ em chỉ phân tích sơ qua để các chị hiểu được trong vũ trụ này nó có luôn có những cái quy luật,
Và bởi vì chúng ta không hiểu được những quy luật này, cho nên là chúng ta đã khiến mọi thứ nó đã xảy ra trong cuộc sống mình nó không không tốt đẹp mà chúng ta không biết luôn. Ok ha. Rồi, quy luật tiếp theo đó là quy luật nãy là gì ạ? Trong ngoài, hấp dẫn, nhân quả. Rồi, tiếp theo là gì ạ? Đó là quy luật nhất quán. À, nãy tập trung luôn rồi đúng không ạ? Rồi tiếp theo quy luật thứ năm đó là nhất quán. Quy luật nhất quán là gì ạ? Cái cách bạn làm một việc là cách bạn làm tất cả mọi việc. Cái cách bạn tư duy từ những việc nhỏ nó cũng là cái cách bạn sẽ tư duy và làm những cái việc lớn. Và chúng ta đã liên tục tạo ra cho bên trong mình một cái khuôn mẫu. Đó là khuôn mẫu lập trình và khiến mọi thứ nó vận hành theo một cái chiều hướng là không thành công. Nó không tích cực. Cho nên là các chị thấy rằng là các chị gieo một thôi, mình chỉ một cái hành động mà được lặp đi lặp lại và nó trở thành thói quen, và trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống các chị nó đều đi theo cái thói quen đó các chị ha, đi theo cái thói quen. Ví dụ như thói quen của chúng ta đó là mình làm việc á, mình hay bỏ dở nửa chừng ha, mình làm việc mình hay bỏ dở nửa chừng đó, mình không có làm tới nơi tới chốn. Cho nên là các chị thấy rằng trong cuộc sống của các chị đó, hầu như chúng ta làm việc gì nó cũng không trọn vẹn, và công việc của mình á, công việc kinh doanh của mình á thì nó cũng không có phát triển, nó cứ ở chừng lẫn ha. Rồi thành công thì cũng không phải là thành công, mà không thành công thì nó cũng không phải không thành công, nghĩa là chúng ta ở trạng thái là đủ ăn đủ mặc đủ xài. Các chị thấy điều này không ạ? Các chị thấy điều này không ạ? Đó, tốt không phải là tốt mà xấu không phải là xấu mà nó cứ bình bình đúng không ạ? Các chị thấy điều này không? Rồi gì nữa? Chúng ta làm việc mà cứ làm mà không có việc gì mà nó xuất sắc, và cũng không có việc gì mà nó trọn vẹn hết, nó không có làm việc gì nó ra một cái gì nó tập trung hoàn toàn hết. Cho nên là chúng ta không có được một cái hạnh phúc thật sự, thì chúng ta đang tự lập trình cho mình một cái khuôn mẫu ở bên trong, đó là mình làm việc nửa vời, cho nên là tất cả những cái kết quả của các chị về sức khỏe của mình nó cũng đẹp cũng không đẹp đúng không ạ? Đó, nó ở trạng là ok thôi, được thôi đúng không ạ? Rồi tài chính cũng vậy, sức khỏe cũng vậy, mối quan hệ cũng vậy, và tất cả mọi mặt cuộc sống của các chị nó ở trong cái trạng thái lưng chừng. Và các chị biết rằng là cái điều đó nó đến từ đâu ạ? Cái điều đó nó đến từ cái việc mà chúng ta đã thiết lập cho mình một cái khuôn mẫu ở bên trong mình ha, và nó đang xây dựng dựa trên cái thói quen đó, và nó sẽ áp dụng vào tất cả mọi mặt trong cuộc sống, và nó chi phối tất cả mọi mặt trong cuộc sống của các chị. Mình nắm được không ạ? Cho nên là các anh chị thấy rằng là đó là lý do tại sao chúng ta luôn luôn làm, nhưng mà luôn luôn khi mà các chị đã quyết định làm một điều gì đó thì tự nhiên sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề nó xảy ra và khiến cho các anh chị không có làm nữa. Và các anh chị cứ tưởng rằng là ai đó đang không có được cản trở các anh chị, nhưng mà các chị không biết rằng là chính vì cái thói quen và cái khuôn mẫu trong tiềm thức của mình đó, nó đang được lập trình như thế, và những cái sự kiện và những cái tình huống, những vấn đề đó nó đến để làm gì ạ? Để hiển thị cái thói quen nó ra ngoài cho các anh chị mà thôi. Mình nắm được chưa? Nên là tại sao các anh chị thấy rằng là tại sao mình ý định của mình là vừa định muốn làm một cái điều đó nó xuất sắc, nhưng mà tự nhiên sẽ có nhiều những cái việc khác nó xen vô và khiến cho các anh chị không có làm được nữa. Các chị sẽ đổ thừa là do cái điều đó đến là chị không làm được, nhưng các chị không biết rằng là cái điều đó đến là do thói quen, cái khuôn mẫu bên trong của mình á, bên trong mình đã tạo ra cho mình một khuôn mẫu không có được hoàn thành, làm cái gì đó nó cũng không hoàn thành, cho nên cái sự kiện đó, cái tình huống đó nó đến để phản ánh được cái tình huống đó một cách rõ ràng và chi tiết hơn thôi. Mình nắm được chưa các anh chị? Đó, nên là các chị biết rằng là khi mà các chị hiểu về năm cái quy luật này thì cái quy luật cân bằng đó là gì ạ? Những cái gì mà bạn nhận được thì bằng với tư duy gốc rễ nội tại cộng với giá trị mà bạn cho ra cộng đồng. Đó, và nó đúng chính xác các anh chị ha. Cho nên là khi mà mình hiểu được năm cái quy luật này thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ nhận trách nhiệm về những gì mà mình đang có, những gì mình đang làm và những gì mình đang tạo ra các chị ha. Không trách móc, không đổ lỗi, không phàn nàn, không phán xét, không đánh giá, mà việc của chúng ta biết rằng ngày hôm nay các anh chị mong muốn bản thân của mình cần phải thay đổi cái gì, điều gì để giúp cho mình có cuộc sống tốt hơn. Và chưa ngày hôm nay ở đây Vi sẽ đồng hành với các anh chị và cho các anh chị biết rằng là các anh chị đầu tiên các chị phải thay đổi cái điều gì ở chính mình để mà giúp cho chúng ta có một cuộc sống tốt hơn. Nó thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn và thành công hơn. Đó, cái nghĩa là sẵn trong cuộc sống này nó không có cái gì mà thay đổi nếu bản thân của chúng ta không chịu thay đổi. Cho nên là chúng ta phải thật sự chịu thay đổi các anh chị ha. Và thay đổi như thế nào đây? Rồi đầu tiên các anh chị,
Các chị đầu tiên là các chị cần học cách để thay đổi, đó là thay đổi ngôn từ. Cái đầu tiên mà bản thân của mình cần phải thay đổi đó là thay đổi ngôn từ các chị. Các chị ghi lại ha, ngôn từ là một cái yếu tố cực kỳ là quan trọng, nó chi phối mọi mặt trong cuộc sống của các chị. Bởi vì tiềm thức của chúng ta nó giống như là một đứa trẻ, nó không phân biệt được tốt xấu đúng sai. Các chị hình dung một đứa trẻ, các chị nói sao nó nghe vậy, nó không phân biệt được tốt xấu đúng sai các chị ha. Đó nên là khi mà các chị sử dụng những cái ngôn từ như thế nào và được lặp đi lặp lại, và tiềm thức các chị nó đón nhận và nó phản ánh theo đúng chính xác cái ngôn từ đó thôi, và cái cách các chị diễn giải như vậy. Cho nên là ngày hôm nay các chị hiểu rằng là ngôn từ là một trong yếu tố cực kỳ là chi phối rất là mạnh mẽ trong cái cuộc sống của mình. Nhưng mà chúng ta đã không biết điều này và chúng ta đã thường xuyên nói về những cái điều không tích cực mà lặp đi lặp lại, neo đi neo lại, gán ghép cho những cái sự kiện không tích cực và dẫn chứng những điều không tích cực cho cuộc sống của các anh chị rất nhiều. Và chính vì điều đó nó khiến cho cuộc sống của các anh chị thu hút mọi những cái gì đó, đúng không? Những cái vấn đề đó nó na ná giống như vậy, và nó khiến nó đến với cuộc đời của các chị mà các chị không hay. Vi là một minh chứng các anh chị ha. Vi sẽ ví dụ cho các anh chị hiểu được. Trước đây mẹ Vi thường hay nói với Vi rằng tại vì bản thân của Vi là cái người không thích hoa, Vi không thích làm việc nhà, Vi không thích nấu ăn các anh chị ha. Cho nên là giờ mình làm cái gì mà mình không thích thì mình làm mình không có tập trung, mình sẽ làm một cách rất là hời hợt, đúng không ạ? Cho nên là mình hay làm mà nó không có đạt được cái kết quả tốt đó. Và thường xuyên thì mình ví dụ như mình rửa chén thì đôi khi mình rửa mình hay làm vỡ chén chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, mình nấu ăn thì đôi khi nó không có ngon chẳng hạn. Thì mẹ Vi nói rằng là trời ơi, con gái con lớn rồi mà con không có biết nấu ăn, không biết vô bếp kiểu này á, sao mà là sao mà sau này lấy chồng, đúng không ạ? Rồi không biết lớn lên làm gì ăn, bây giờ nấu ăn mà không biết nấu ăn rồi sau này lớn lên biết làm gì ăn đó. Và cái câu nói đó các anh chị, cái Vi cũng suy nghĩ mình có làm được gì hết trơn ta, đó ngay cả nấu ăn mình cũng không làm được, vậy chắc là mình không có làm được cái gì đâu các anh chị ha. Và các anh chị nghĩ rằng, các chị tin là Vi không tin là mình làm được cái gì luôn, và mình nghĩ rằng là chắc là mình không có làm được cái gì đâu các chị ha. Nên là Vi chưa bao giờ dám nghĩ lớn, tại vì làm mình không biết nấu ăn nên mình ăn có ngon các chị. Nên là mẹ mình nói rằng là trời ơi, không biết nấu ăn nữa lớn lên làm gì. Nên là sợ lần mà với cái trông chờ của ba mẹ thì nghĩ rằng là chắc là Vi là giờ chỉ có công việc, có mức lương ổn định là mừng rồi, nó tự nuôi cái thân nó. Mẹ Vi hay nói với Vi rằng là gì ạ, trời ơi đó, nhờ mà làm mà có tiền mà tự lo cái thân mày á, đúng không ạ, là tao mừng lắm rồi. Là tao mừng lắm rồi à, các chị không biết là các chị có hay bị người ba mẹ mình nói như vậy không ạ? Mình có hay bị nói gì không các chị hồi nhỏ, đúng không ạ? Khi mà Vi còn đi học ngồi trên ghế nhà trường đó, đúng không ạ? Mẹ Vi nói rằng là trời, không có hy vọng gì con cái nhiều đâu, đúng không ạ? Nghĩ sao giờ mà chỉ cần là làm mà đủ tiền để nuôi cái thân đó, là mừng lắm rồi các anh chị. Và Vi nghe như thế các anh chị, mặc dù nha bên trong của mình nó cũng có khát khao không, con phải đi làm và phải báo hiếu lại cho ba mẹ, nhưng mà khi mình nghe cái câu nói là nuôi để nuôi cái thân mình được rồi, và cái câu đó nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của mình các chị ạ. Và các chị biết rằng là mặc dù là mình không có nghĩ như vậy nha, mình rất là khát khao để làm có tiền để về để gửi về cho ba mẹ và có thể phụng sự và báo hiếu cho ba mẹ của mình, nhưng mà mình cứ được nghe đi nghe lại cái câu nói rằng là làm để đủ nuôi cái thân thôi. Và các chị có biết chuyện gì không ạ? Nó đã hiển thị và thành cái niềm tin vô thức bên trong của Vi nào Vi không hay luôn. Và đến năm 28, 29 tuổi thì đúng là Vi đi làm việc 10 năm, đúng là chỉ đủ tiền nuôi thân thôi, không dư luôn các chị, không dư. Và thậm chí không có tiền để mua được một đôi giày, một đôi dép cho ba mẹ luôn. Tết không có tặng được gì cho ba mẹ hết, về còn đôi khi được giờ ăn bám nhà để ăn Tết nữa, thì không có tiền về Tết luôn. Ngay cả đi cái tiền để đi chơi không có luôn, tiền đi chơi Tết không có luôn các chị. Các chị có thấy cảnh đó thật sự nó đúng như là mẹ Vi nói không ạ? Làm để nuôi cái thân thôi các chị, và đúng luôn, làm được nuôi cái thân thôi. Đúng là nuôi cái thân, không, chỉ nuôi cái thân thôi, không dư luôn các chị. Và Vi vô tình tin cái điều đó và Vi nghĩ rằng là chắc là Vi không làm được cái gì, bởi vì mình thấy rằng là nấu ăn mình nấu không được, đó ạ, chắc là mình không làm được gì các anh chị. Mình nghe mẹ mình nói đó, nên là giờ mình nghĩ là mình tin luôn các chị, mình tin luôn.
Nên là gì ạ? Khi mà những cái vấn đề mà tiền bạc trong gia đình đó, thì khi mình ngồi mình nghe thì mẹ mình nói nít nôi biết gì đâu mà ngồi nghe, đi chơi đi, đi ra sao học bài đi, đúng không? Đi chơi đi, thì nó nít nôi biết gì đâu mà nghe, nghe có nghe có làm được gì đâu, nghe làm gì đó. Và vô tình thì mình lại nghe những cái ngôn từ đó thì mình nghĩ rằng là đúng rồi, mình còn nhỏ lắm, nít nôi mà biết gì đâu, nên cái vấn đề tiền bạc vì không bao giờ lo gì cả các chị ha, không có lo lắng gì vấn đề tiền bạc, và cũng không có cần phải nghĩ ngợi gì cả các anh chị ha, bởi vì mẹ mình nói nít nôi biết gì đâu mà lo, đúng không ạ? Và vi tin luôn, nên lúc nào mình cũng nghĩ rằng là mình còn rất là nhỏ và không cần phải không phải lo gì cả. Và đúng là cuộc đời mình đúng là mình không biết lo gì luôn các chị, mình chỉ biết lo cái thân mình thôi. Gần 30 tuổi chứ vi đâu có lo được gia đình, thì mình không có lo được cái gì cả và không làm được cái gì cả và không cho ba mẹ mình được cái gì cả. Các chị thấy ngôn từ, sức mạnh của ngôn từ chưa? Và lúc đó thì mình nghĩ mình còn đúng là mình còn nhỏ, mình còn trẻ và mình chắc là không làm gì, cho nên là vì không bao giờ dám nghĩ lớn các chị ha. Mình đâu dám nghĩ lớn đâu, bởi mình tin như thế các chị ha, mình tin rằng là mình không làm được gì. Cho nên là ngay cả cái việc mà suy nghĩ rằng là mình có thể tạo ra thu nhập 30 triệu một tháng, vì còn không dám nghĩ mà. Vậy vì các chị nghĩ đi, đó là những cái câu chuyện mà mình đang giao tiếp với con của mình. Vậy các chị, mà các chị thấy rằng là mình đang giao tiếp với con mình hàng ngày cái gì? Mình nói con mình gì? Trời ơi, con mình nó không được thông minh nè. Vì đang sử dụng ngôn từ tích cực rồi đó. Chứ các anh chị còn sử dụng ngôn từ nó còn 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 nó còn hơi mạnh mẽ hơn như vậy nhiều. Đúng không ạ? Trời ơi, các anh chị, các ông bà mẹ sử dụng những ngôn từ với con mà nhiều khi là Vi nghe Vi muốn đồn thổ luôn đó. Không. Mình muốn con mình á là ngoan ngoãn hiền lành, mà mình nói là sao, trời ơi sao bị phá quá vậy, phá đúng không, phá quá phá rồi đó, nó lì ơi là lì các chị. Ý của các chị là gì? Ý của các chị là muốn nói cái gì, là con của các chị là đừng có phá nữa, đúng không ạ? Nghĩa là ngoan đi, đúng không ạ? Mình phải là trưởng thành lên, mình phải kỷ luật lên, mình phải biết việc nào làm và không nên làm, nhưng mà mình đâu có nói được vậy. Mình sẽ sử dụng ngôn từ ngắn gọn xúc tích, đó là quá phá rồi, nó quá nhây rồi, nó quá lì rồi, đúng không, đúng không? Đa phần chúng ta sử dụng ngôn từ rất sát nghĩa, rất đúng nghĩa và rất thực tế các chị ha. Và các chị không hề biết sức mạnh của ngôn từ, cái gì mà các chị càng nói nhiều ha thì cái điều đó nó càng diễn ra. Nên tại sao các chị nói trời ơi con của tôi á nó lì ghê luôn, dạy hoài vẫn không được, và đúng luôn, dạy hoài vẫn không được. Đúng luôn, dạy hoài vẫn không được luôn các chị ạ. À, các chị có thấy điều đó đúng không ạ? À, nên là hãy cẩn thận với ngôn từ mà các chị đang giao tiếp với người thân của mình, đặc biệt là con cái các chị. Tin một cách vô thức, như Vi là Vi tin một cách vô thức chị hả, có nghĩa là mình được, tại vì sao, mẹ mình rất là thương mình và nghĩ rằng là lúc nào cũng coi mình là em bé hết, đúng không ạ? Tại con út trong gia đình mà, nên lúc nào ba mẹ mình cũng coi mình là em bé các chị, nên là không có cho Vi nghĩ ngợi cái gì cả, nên là lúc nào mình cũng nghĩ mình còn rất là trẻ, mình còn rất là nhỏ đó, nên là mình không có lo lắng cái gì các anh chị. Và thật sự rằng là đúng là nói là chỉ cần đi làm đủ lo cái thân thì đúng luôn, mình làm đủ lo cái thân thôi đó. Và cho đến khi Vi biết đến ngôi chùa câu lạc bộ Chạm Tay Hoa Vàng các chị ha, thì Vi mới hiểu được rằng là sức mạnh của ngôn từ nó đang chi phối cuộc đời của mình như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, Vi chưa bao giờ định vị mình là người thành công, Vi chưa bao giờ định vị mình sẽ có cuộc sống sung túc, hạnh phúc, thịnh vượng. Vi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cuộc sống tự do không gian, tự do thời gian, tự do tài chính. Những cái thực từ này với Vi nó rất lạ lẫm các chị ạ. Bởi vì sao ạ? Mình chỉ nghĩ rằng là bây giờ mình chỉ lo làm sao lo được thân mình là mừng rồi, đúng không ạ? Mình đủ ăn đủ mặc đủ xài, đúng không ạ? Đó, mình có thể là gọi là mỗi tháng nó đủ chu cấp này nọ, mình không có nghĩ gì cả các chị ha. Và ngay cả một kế hoạch để mình có được cái cuộc sống sung túc hạnh phúc và thu nhập 30 triệu một tháng thì còn chưa dám nghĩ mà. Cho nên là gì ạ? Vi không bao giờ gặp bất kỳ một cơ hội nào mà giúp cho mình có được cái thu nhập cao. Công việc của Vi nó chỉ đơn giản là nó dao động từ 3 triệu rưỡi 4 triệu cho đến mười mấy triệu một tháng thôi, tùy vào cái gì, tùy vào cái doanh số hàng tháng mà mình tạo ra thôi đấy.
Và các chị biết rằng là khi mà Vi hiểu được cái sức mạnh của ngôn từ, nó chi phối rất lớn vào tiềm thức của mình, và tiềm thức nó sẽ hoạt động dựa trên thói quen. Các chị ghi lại ha, dựa trên niềm tin, dựa trên thói quen. Quy luật của tiềm thức là quy luật của niềm tin. Niềm tin là gì? Niềm tin là cái gì mà chúng ta lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần, và nó sẽ tin một cách vô thức. Và khi nó đã tin thì nó sẽ tái hiện trong cuộc sống của các anh chị bằng mọi cách, và đôi khi các chị không ý thức được luôn. Cho nên chúng ta đang phản xạ hàng ngày, đang giao tiếp hàng ngày bằng những cái ngôn từ cực kỳ là rất là không an toàn, mà chúng ta không hề biết điều đó nó đang cực kỳ là không an toàn cho cái tương lai về cuộc sống của mình. Nó ảnh hưởng đến tương lai về tài chính, nó ảnh hưởng đến tương lai về hạnh phúc, nó ảnh hưởng đến tương lai về sức khỏe mà mình không hề biết. Đúng hay rất đúng các chị. Ở quê Vi, các chị ha, cái hồi nhỏ, Vi còn hồi nhỏ đấy. À, nhà Vi là nhỏ, là các xóm của nhà Vi là thường thường là gần 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 nhau các chị, gần gần nhau. Và sau đó thì sao? Sau đó thì sáng đó là các chú các ông sẽ tụ lại uống trà, trà sáng đàm đạo các chị ha. Đó, Vi nằm ngủ mà Vi nghe nói như thế này: trời ơi, càng lớn càng không khỏe, đúng không? Là các chị ha, Vi ngủ mà Vi nghe đó, tại vì lại nhà Vi uống trà, ba Vi dậy rất sớm các anh chị ạ, nên là uống trà các anh chị ha, uống trà đàm đạo các anh chị, và nói những cái niềm tin là cực kỳ là không an toàn về sức khỏe luôn. Nói là gì? Càng lớn càng không khỏe. Trời ơi, mình sống tầm khoảng 60, 63 là hết xíu quách rồi. Đúng mà, trời đất ơi, rất là nhiều những cái không khỏe luôn các chị, những cái không tích cực về sức khỏe đó. Các chị có phải sư ông bà hay nói vậy không? Đúng không ạ? Trời ơi các chị, nói rất nhiều về những cái không không tích cực về sức khỏe, và nói đúng luôn. Chừng là 60 mấy tuổi là hết xíu quách rồi các chị. Cái ba Vi mới nói tôi là chắc sống tầm khoảng 64 tuổi thôi. Và đúng, đúng tới tuổi 64 là ba Vi mất. Và bây giờ thật sự Vi nói rằng các chị, sức mạnh của ngôn từ cực kỳ quan trọng. Các chị ha, sức mạnh của ngôn từ cực kỳ quan trọng, nó chi phối đến sức khỏe các chị, tài chính của các anh chị, mối quan hệ của các chị, mà các chị hoàn toàn không hề biết. Nếu mà chúng ta không có kiến thức đúng và chúng ta cứ hành động một cách vô thức, hành động theo bản năng, hành động với một cái sự không hiểu biết, thì đó là lý do tại sao cuộc đời của mình đó ở hiền quá, nhưng mình không bao giờ gặp được những điều lành. Mình nắm được chưa? Mình nắm được chưa các anh chị ơi? Nên mới nói với các anh chị ngày hôm nay, khi mà chúng ta được biết đến môi trường câu lạc bộ, đó là một phúc lành các chị ha, một cái phúc lành, một cái may mắn. Cho nên các anh chị hiểu được là ngôn từ là một trong những yếu tố tác động cực kỳ là lớn trong cái cuộc sống của các anh chị, và một cái tư duy mà các chị cần phải thay đổi. Cái thứ hai đó là gì ạ? Cái tư duy mà đa phần số đông chúng ta đang bị mắc phải đó là gì ạ? Nói trước bước hôm qua. Tư duy các chị nói là nói trước bước hôm qua, cho nên cuối cùng chúng ta không bao giờ dám nói những cái điều tốt đẹp, chúng ta không bao giờ dám nói những cái gì mà về một tương lai tươi sáng, chúng ta không dám hoạch định cho mình một kế hoạch nào hết, bởi vì chúng ta nghĩ rằng nói trước bước hôm qua, đúng không ạ? Cho nên là giờ chúng ta chỉ nói những điều không tích cực thôi, cho nên cuộc đời của mình nó chỉ thu hút những điều không tích cực, nó đâu có tươi sáng nổi đâu, mà mình không hề biết luôn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cần phải thay đổi lại các anh chị. Tương lai của mình nó định hình dựa trên những gì mà ngày hôm nay các chị đang giao tiếp với chính mình. Các chị đang nói với chính mình, các chị đang nghĩ về chính mình như thế nào thì nó sẽ là cái tương lai của các chị vào ngày mai, vào những ngày tới. Cho nên là gì ạ? Đừng bao giờ tin về những cái niềm tin mà chúng ta không biết rằng cái niềm tin đó nó đến từ ai, đúng không ạ? Và cái niềm tin đó nó có hậu thuẫn thành công mình hay không, mà các chị tin một cách vô căn cứ. Có phải là trước giờ chúng ta đang tin những cái niềm tin mà vô căn cứ không ạ? Và nó đang chi phối cuộc sống của các anh chị và khiến cho các anh chị đang thật sự không hạnh phúc với những gì mình đang có không ạ? Đúng không các chị?
Nên là các anh chị ơi, tỉnh táo lên nhé. Tỉnh táo lên nhé. Và có rất là nhiều những cái tư duy và những cái niềm tin mà bản thân của chúng ta đang bị gắn ghép bởi những cái gì à? Bởi những người khác mà mình không hề biết luôn. Và cho đến khi Vi đến câu lạc bộ Trạm Thảo Vàng thì Vi đã bắt đầu thật sự hiểu được sức mạnh của niềm tin là như thế nào. Các chị ha, mặc dù nha, mặc dù là lúc mà Vi còn nhỏ đó, lúc mà Vi còn chưa có biết đến câu lạc bộ đâu, còn trẻ các chị còn đang đi học là sinh viên đó đó, mà Vi cũng được ghẹo đó là gì ạ? Không biết là sau này nó đi như vậy, không biết là sau này đó nó không biết đâu ăn, đúng không? Rồi không biết sau này nó làm sao đó, cái Vi nói trời ơi sao là sao, sau này con đâu có cần phải nấu ăn đâu, sau này con là con thuê đúng không ạ, cô tắm dậy nấu ăn cho con chứ cần gì nấu ăn. Các chị Vi nói mặc dù lúc đó là giờ mình chỉ đang làm gì có tiền đó chị ạ, làm gì có tiền đúng không ạ, mà lúc đó là mình cứ nói giờ không biết nó ăn, không biết sau này nó làm sao, đi đâu làm gì, không biết ai nấu cho nó ăn hay đâu ạ, lỡ lấy chồng sau này cái này thế nọ. Các chị cái Vi nói trời ơi làm gì cần đi nấu ăn, sau này là con là phải có người đi làm cho con đúng không ạ, đó con là phải có người nấu ăn cho con. Thuê người về nấu ra chị. Trời xưa các chị biết rằng là có nhiều người chê Vi đó là gì, trời ơi cái chân có chút ép à đúng không, nghĩa là Vi không có, Vi cái 1m50 thôi nên là nói là trời ơi cái chân cái chỗ chút ép là nó có tướng chút ép rồi không biết làm gì ăn đó. Cái Vi nói rằng là kệ mình nhỏ chân mình ngắn thì sau này mình sẽ thuê những người chân dài phục vụ cho mình. À, các chị ha, à, rất vi xưa là Vi tưởng là Vi hài thôi các anh chị, có nghĩa là những cái câu nói là Vi đối đáp lại theo một cách rất là hài hước, nhưng không, Vi không biết rằng là sức mạnh của ngôn từ Vi đâu có biết các anh chị, nhưng mà ai nói Vi một điều đó thì Vi sẽ phản bác lại bằng những câu nói là kiểu như nó vui nó đùa thôi đó, nói rằng là chân ngắn luôn ạ, nói không sao không sao đâu mình chân ngắn nữa mình sẽ thuê những cái cô chân dài đúng không ạ, đó làm việc cho mình phục vụ mình đó, Vi luôn hay nói vậy các anh chị, và bây giờ thì điều đó nó cũng đúng sự thật rồi. Ừ, thì đó lúc sự thật rồi các anh chị. Đây, đây là một trong những cái mà cho các anh chị thấy được sức mạnh của ngôn từ ha. Nó sẽ chi phối cuộc sống của mình như thế nào, cực kỳ là quan trọng các chị. Để rồi các chị thấy màn hình share không ạ? Rồi đây sức mạnh của ngôn từ các chị ha. Các chị biết rằng là trước đó Vi chưa đến câu lạc bộ thì Vi sẽ không biết cách sử dụng ngôn từ, cho nên là mình chỉ nói về những cái điều không tích cực về bản thân hay trách móc hay đổ lỗi bản thân của mình ha. Nhưng sau khi Vi đã hiểu được rằng là không, mình cần phải định vị lại bản thân của mình cần phải ra quyết định lại cái điều mình mong muốn, mình phải xác quyết lại ha và định vị lại mình là ai, thì Vi đã ra định lại là gì, tôi là một lãnh đạo siêu giỏi xuất sắc, tôi bản lĩnh mà tôi luôn tỏa ra năng lượng tích cực cho mọi người, tôi được nổi bật và được mọi người yêu mến, tôi nổi bật và tôi xinh đẹp, tài giỏi, luôn tỏa ra năng lượng tích cực cho mọi người, ai nhìn thấy tôi và hình ảnh của tôi đều cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc đó, tôi giao tiếp ứng xử cực kỳ thông minh và linh hoạt, tôi là người bán hàng giỏi nhất thế giới, tỷ lệ chốt sale là 100%, cuộc sống của tôi là tự do giàu có và hạnh phúc trọn vẹn các chị ha. Đó và bắt đầu Vi đã định vị lại ha, Vi đã định vị lại và Vi ráp định lại, và các chị biết rằng là Vi ngày nào cũng tuyên bố, ngày nào cũng đứng gương tuyên bố tôi là người thành công, tôi là người giàu có, tôi là triệu phú đô la. Các chị biết rằng là lúc đó tiện túi không có tiền ăn, ăn mì gói đó các chị ha, ăn mì gói đó, lúc đó mới đâu có tiền đâu ăn các chị ha, cứ nhiều khi là những cái tháng không có tiền phải ăn mì gói mà ăn mì gói đúng không ạ, mà cái miệng thì tôi là triệu phú đô la, tôi là người thành công, tôi giàu có, tôi khỏe mạnh đâu mà tôi một quy mô toàn cầu mà ăn mì gói đó, cho nên là xưa ai cũng nói vì bị đu dây điện á. Đó chọn Vi nuôi dây điện như lắm, nó ảo tưởng sức mạnh như lắm các chị ha. Đó rồi tuyên bố 17 tư duy triệu phú, các chị Vi đi đường các chị Vi tuyên bố nhà mấy đứa bạn Vi, tại xưa ở phòng trọ là bốn người ở một cái phòng nhỏ xíu à, mở tới bốn người các anh chị ha, nên là mình đâu có dám làm gì đâu, mình làm khác biệt quá nó nhìn mình dữ quá, nên là em làm gì các chị biết không ạ, à? Em vô toilet sáng dậy toilet mà đâu có dám la lớn đúng không ạ, à? Em xả nước xa 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 xa, em ngồi trong đó em tuyên bố các anh chị. Ừ, em ngồi đó tuyên bố 17 tư duy triệu phú, tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc, tôi luôn chi cho mình trước, tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày,
cứ tuyên bố vẽ tư duy triệu phú, và đi đường các chị Vi cứ từ cái đoạn đường từ nhà Vi cho đến là tới công ty là Vi cứ đọc vẽ tư duy triệu phú thôi, cứ đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại các chị. Mặc dù là thời điểm đầu á mình đọc á các chị ha, mình đọc mình không hiểu gì hết trơn á, nhưng mà mình cứ đọc thôi. Ừ, mình cứ đọc cứ neo, cứ đọc cứ neo các chị, vào mình xác quyết không, tôi chắc chắn luôn mà tôi là người thành công, là tôi có cuộc sống mới, tôi vòng quanh thế giới đúng không ạ? Đó, và Vi luôn hình dung về cái hình ảnh là mình được đi xe sang mặc đẹp đúng không, đến những nơi siêu chất siêu ngầu, đi đâu cũng có người đón rước, đi mở đi xuống xe có người mở cửa cho. Em hình dung về cái bức tranh đó các anh chị, mặc dù lúc đó dạ đi xe máy, dạ lúc đó em đang đi cái chiếc 78 các chị, chiếc xe rim á, chiếc xe rim các chị biết không ạ? À? Dạ lúc đó em đi chiếc xe rim các chị, mà cái miệng toàn là đi xe rim ăn mì gói các chị ha, ăn lề đường ha, nhưng mà cái miệng thì dữ lắm, cái miệng thì tôi là triệu phú đô la, tôi là người thành công đúng không, tôi là bestseller. Dạ nó vậy đó các anh chị, vậy đó, mà nhờ vậy đó thì mới có Vi ngày hôm nay các anh chị ha. Nên là các anh chị đã thấy sức mạnh của ngôn từ chưa ạ? Sức mạnh của ngôn từ và sức mạnh của niềm tin cực kỳ là quan trọng các chị ha, bởi vì khi mà các chị lặp đi lặp lại thì cái điều đó nó trở thành cái niềm tin của các chị, và khi nó đã trở thành niềm tin của các anh chị thì nó sẽ tái hiện cho cuộc sống của các anh chị bằng mọi cách, bằng mọi cách luôn các anh chị đó. Nên là điều đó nó không còn gì xa lạ đối với Vi nữa, khi mà Vi đã bắt đầu thật sự được tham gia vào nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ thân tâm trí, và Vi đã liên tục xác lập với mình đó mà, để tôi chắc chắn là sẽ làm được, tôi chắc chắn thành công, tôi chắc chắn phải trở thành một doanh nhân chạm tha vàng đó, và tôi chắc chắn trở thành người truyền cảm hứng. Các chị biết rằng là Vi khi mà Vi đến một cái nơi giống như là Vi mấy cái trận mà đá banh World Cup đó các anh chị biết không ạ? À? World Cup mà đá banh đó, đá banh SEA Games vậy đó các anh chị, ở cái đường Nguyễn Huệ, ở thành phố Hồ Chí Minh có cái đường Nguyễn Huệ, và tất cả mọi người đều tụ tập đến đó, nó rất là đông các anh chị biết không? Và mà những lúc đó các anh chị Vi sẽ chọn một cái địa điểm là đi những cái quán cà phê gần cái đường Nguyễn Huệ đó, mà nhìn xuống thấy đường Nguyễn Huệ, và trên cái quán cà phê và trên lầu cao đó, và Vi sẽ ở trên đó các anh chị ha, và Vi sẽ hình dung. Các chị biết rằng là Vi nhìn xuống đường các chị ha, một biển người đấy, một biển người, lúc này mọi người sẽ khi Việt Nam đá vô mọi người vô Việt Nam vô địch đúng không, đó là em sẽ làm gì, em ăn mừng đấy, vô tôi là triệu phú đô la đó, tôi có đang truyền cảm hứng cho 1 triệu người yeah. Đó các anh chị, em đâu có hô là Việt Nam vô địch đâu đó mà đúng rồi, em đang làm gì, em đang cộng hưởng trường năng lượng, mà cái lúc đó mọi người hô lớn lắm, em cũng hô lớn hơn ai nghe, ai chẳng nghe em nói gì đâu, mọi người chẳng nghe em nói gì đâu, tại vì lúc đó là mọi người đều hô do Việt Nam vô địch đâu mà đó, thì em tận dụng sức mạnh đó thì em làm gì, em hô lớn hơn nữa đó, tôi là triệu phú la, tôi chuyển hướng cho 1 triệu người đó, và tất cả đúng không ạ, đang được đang ăn mừng cùng với tôi, mọi người đang vô vô dưới, họ quơ cờ, họ quơ quá trời quơ luôn, thì em hình dung là gì, ở mọi người đang mừng cùng với mình, mọi người đang đang ủng hộ mình đúng không, đang tin vô mình, mọi người đang chào đón mình đúng không, bởi vì Vi đã giúp cho hàng triệu người thay đổi cuộc sống tự do giàu có hạnh phúc trọn vẹn nhé, tuyệt vời quá các chị. Dạ em tuyên bố vậy trong đám đông dòng người vội vã đâu, mọi người hối hả, mọi người ăn mừng cùng với nhau thì cái năng lượng rất là cao luôn mà, thì em hòa nhập với cái năng lượng đó, em tuyên bố mục tiêu của em. Em tuyên bố mục tiêu của em các chị đúng không ạ, để mọi người ăn mừng đúng không ạ, dạ em sẽ tận dụng cái năng lượng đó, cái không khí thành công đó, cái năng lượng cao đó, và em đã tuyên bố mục tiêu của mình đó các chị ha. Nên là bất kỳ một cái nơi nào mà em đến mà có trường năng lượng cao đúng không ạ, à thì em luôn hình dung đó đó, trời đây là những người đồng đội của tôi đúng không, đây đây là những cái cộng đồng của tôi đúng không ạ, đó mọi người đang ở đang mừng tôi đúng tuyên bố như đúng rồi các chị ạ. Ừ, mà thực chất các anh chị lúc đó là Vi chưa 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 có một cái nền tảng nào vững chắc đâu các anh chị ha, nhưng Vi luôn tận dụng đúng không ạ, để Vi hiểu được sức mạnh của ngôn từ và sức mạnh của niềm tin và khả năng hình dung tưởng tượng. Các anh chị ha, Vi nhắc lại, sức mạnh của ngôn từ, sức mạnh của niềm tin và năng lực hình dung tưởng tượng. Vi nắm được ba cái chìa khóa này khi mà Vi đã được tham gia vào môi trường câu lạc bộ Chạm Tha Vàng, thì mình đã bắt đầu thật sự là gì đã có thể làm điều đó các chị ha, điều đó rất là tuyệt vời, và chính vì điều đó Vi đã liên tục dám tuyên bố với chính mình, dám nói với chính mình, và đã liên tục
lập trình cho mình cái niềm tin vào ngày hôm nay, những gì Vi đạt được chính xác là những cái gì mà Vi đã xây dựng cho nó một cái nền tảng vững chắc từ trong niềm tin mà ra. Cho nên có ai nói rằng là nói trước bước hôm qua không? Có ai nói bước trước bước hôm qua không các chị? Dạ, nói trước thì bước mới qua nha. Các chị phải, tại vì chúng ta không thể nào thành công trong khi cái đầu mình nó rỗng tết, có nghĩa là mình không có mục tiêu, không có một cái hình ảnh nào cả, mình không có một cái lý tưởng nào cả đó, mà mình không có kế hoạch nào cả thì sẽ không bao giờ thành công được. Cho nên ai đó nói với các chị là nói trước bước hôm qua, dạ người đó chắc chắn họ chưa thành công rồi. Nói trước bước mới qua, mọi việc sẽ cực kỳ hanh thông dễ dàng. Trước khi mà các chị làm điều gì đó mà các chị đã có một cái mục tiêu, các chị dám tuyên bố mục tiêu các chị đã hình thành nó trong tâm trí và các chị dám tin tưởng vào mục tiêu đó, thì chắc chắn các anh chị chúng ta sẽ đạt được cái điều các chị muốn một cách nhanh chóng, dễ dàng và đầy thuận lợi. Và đây chính là cái công thức mà đa phần số đông ngoài kia họ không biết, và chỉ có những cái người thành công họ mới biết thôi các chị. Và cho đến khi Vi được tham gia vào môi trường câu lạc bộ trọng tài hai bàn thì Vi mới thấy được một cái điều như thế này. Đó là cái cách thức làm, đúng không ạ? Cái cách thức nghĩ, cái cách thức làm của những cái người thành công và cái người không thành công nó đối lập nhau. Nó đối lập nhau hoàn toàn. Các chị có thấy điều này chưa ạ? Nó đối lập nhau hoàn toàn các chị. Giống như người thành công đi hướng này, người chưa thành công thì đi hướng này. Cho nên là đó là lý do tại sao không bao giờ họ có thể đạt được cái điều họ muốn. Có nghĩa là họ không bao giờ thành công đó. Và cho nên là gì ạ? Một cái tư duy mà ngày hôm nay Vi muốn tặng dành cho tất cả các anh chị, đó là gì? Muốn thành công thì hãy theo dấu vết của người thành công. Muốn thành công thì hãy theo dấu vết của người thành công các chị ha. Chỉ vì nếu mà chúng ta chỉ vì một cái gì chúng ta nghĩ rằng là chắc là do họ giỏi hay thế kia, dạ chưa đâu các chị ha. Điều đó ở ngoài kia thì các chị có thể nghiên cứu tất cả những cái người thành công nhất trên thế giới thì họ điểm xuất phát của họ đều là những người rất là bình thường, nhưng bởi vì họ đã liên tục trau dồi học hỏi rèn luyện bản thân của mình thì họ có được cái tư duy, cái suy nghĩ của người thành công, có được cái hành động mãnh liệt đó ạ, tự tin với quyết đoán kỷ luật thì họ mới có thể tạo ra kết quả thành công như thế. Cho nên là ngày hôm nay các chị biết rằng là thành công luôn có công thức, luôn có con đường, nên là để giúp cho chúng ta thành công một cách nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất, đó là học theo người thành công luôn các chị ha. Và Vi cũng đã có cái cơ hội vào năm 2019 thì Vi cũng đã có cơ hội đó là đến ở Singapore các chị ha, và được học trực tiếp từ tỷ phú, và Vi đã tốn vài chục triệu ha để có thể được ngồi học trong cái học đó từ trực tiếp thầy tỷ phú là Tony Robbins. Thì thật sự rằng là giờ Vi khi mà Vi tham gia cái buổi học đó của thầy Tony Robbins các chị ha, và Vi cảm thấy rất là ngưỡng mộ chủ tịch Trịnh Huy luôn, bởi vì chủ tịch Huy đã có thể thành lập ra một cái câu lạc bộ nó quá là tuyệt vời, nó quá là giá trị và cho chúng ta một cái nền tảng rất là vững chắc và đúng theo công thức của những thành công đang chia sẻ. Và ngay một cái tỷ phú họ nổi tiếng nhất thế giới thì ông ấy cũng đang chia sẻ đúng cái công thức này luôn. Cho nên là sợ rằng là chủ tịch Trịnh Huy đã có thể tạo ra một câu lạc bộ và cho chúng ta một cái chu trình nó rất là rõ ràng, nó đi theo từng bước, nó có cái chu trình rõ ràng và đã giúp cho Vi và đã giúp cho rất là nhiều anh chị doanh nhân đã cực kỳ thành công các chị ha, đã cực kỳ thành công và giúp cho tất cả mọi người đã có cuộc sống tự do hạnh phúc nữa mà và thành công về mọi mặt đó, và giúp cho nhiều anh chị đã có thể biến thu nhập một năm thành một tháng, đã biết cho những giúp cho những anh chị có thể biến thu nhập một hai năm thành một tháng, và đã giúp cho nhiều anh chị có thể 3 năm thành một tháng, bản thân của Vi 5 năm thành một tháng, và đã giúp cho nhiều anh chị đã có cuộc sống sung túc hạnh phúc và bước ra thế giới đúng không ạ, có những sự một cái nền tảng mới, có được kiến thức mới, có một cái trí tuệ vượt bậc, có được cái kỹ năng tốt. Quan trọng hơn đó là một cái trái tim yêu thương và biết ơn và tạo giá trị cho cái gia đình, bản thân họ, gia đình họ và cho cộng đồng họ các anh chị. Thì các chị thấy điều này tuyệt vời hay là quá tuyệt vời các chị? Điều này tuyệt vời hay là quá tuyệt vời các anh chị ạ? Và Vi cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì có rất là nhiều anh chị khi mà chúng ta ứng dụng cái công thức ở câu lạc bộ Trạm Tha Vàng thì các anh chị đã cực kỳ là thành công đúng không ạ, và rất là nhiều những cái lời cảm ơn, rất là nhiều những cái lời nói, những cái thành công của các anh chị, và khiến cho Vi cảm thấy rằng là mình cảm thấy rất là hạnh phúc và cũng như là được chia sẻ những kiến thức này và liên tục đã có thể
hướng dẫn cho tất cả những anh chị của mình cái công thức thành công này, nên là Vi sẵn sàng chia sẻ ngày đêm sáng tối các anh chị để mong ai đó có thể đón nhận được những cái giá trị tuyệt vời này và họ có thể thay đổi cả cuộc đời của họ. Và đương nhiên rồi các anh chị, thói quen thì nó không dễ để thay đổi đâu, và muốn thay đổi một thói quen thì chúng ta cần phải có một cái chu trình để rèn luyện, và không phải là rèn luyện một ngày hay là một tuần hay là một tháng đâu ha, mà phải liên tục được rèn luyện, được huấn luyện, rèn luyện được huấn luyện cùng với nhau, cùng có một môi trường tuyệt vời, có những cái những người thầy tuyệt vời, có được cái môi được cái người dẫn dắt tuyệt vời và đồng hành với chúng ta liên tục để chúng ta có thể gột giũa lại bản thân của mình, điều chỉnh lại cái lối tư duy của mình, điều chỉnh lại cái thói quen của mình, điều chỉnh lại cái niềm tin của mình và thay đổi và update cho chúng ta những cái thông tin mới, kiến thức mới, nền tảng mới liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục thì chúng ta mới có thể thay đổi được các chị. Như bản thân của Vi, Vi cũng đã đồng hành với câu lạc bộ đã hơn 3 năm rồi, hơn 3 năm 4 năm, mà ngày hôm nay trong khi làm 10 năm thì Vi vẫn không đủ sống đúng không ạ, và chỉ đồng hành với câu lạc bộ chỉ trong vòng hơn 1 năm thôi thì Vi đã có thể tự do tài chính và bước ra thế giới rồi, và sau hơn 3 năm thì cái thu nhập của Vi nó đã tăng trưởng gấp 100 lần so với cái điểm xuất phát của mình. Thì các chị thấy rằng điều này nó tuyệt vời, là quá tuyệt vời các anh chị. Chỉ sau hơn 3 năm thì các chị nghĩ gì nếu mà các chị đồng hành với câu lạc bộ đúng không ạ, 1 năm, 2 năm, 3 năm thì các chị thấy được cái tương lai của mình chưa? Các chị đã thấy được cái tương lai của mình khi mà các chị nghiêm túc rèn luyện, học tập, trau dồi, nâng cao giá trị, nâng cao nhận thức, nâng cao được cái tầm nhìn của mình, nâng cao được kỹ năng của mình, thì các chị thấy cái tương lai của mình chưa? Và điều gì nếu mà Vi vẫn liên tục phát triển với cường độ này thì các chị nhìn đi, 5 năm sau, 10 năm sau nữa thì cuộc sống của Vi sẽ như thế nào, đúng không ạ? Và cái cộng đồng của Vi sẽ như thế nào, và cái công việc kinh doanh của Vi nó sẽ phát triển ra sao? Đó là một cái quá trình mà chúng ta liên tục phát triển thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ liên tục đi lên và nó liên tục thịnh vượng các anh chị ha. Đấy, nên là giờ chỉ khi mà chúng ta có một cái môi trường tuyệt vời để mà chúng ta được rèn luyện thì các chị hãy cảm thấy rằng là đó là một cái phúc lành, đó là một cái may mắn, bởi vì nếu mà chúng ta tự học ấy, chúng ta tự làm các chị thì chắc chắn rồi các chị sẽ không bao giờ có được cái thói quen liên tục này. Đó, và để mà chúng ta có thể duy trì liên tục, đương nhiên rồi nó phải gắn liền với những cái quyền lợi ích của cộng đồng thì các chị mới có thể liên tục được. Đó, cho nên là đối với những anh chị nào mà được tham gia vào nhóm chuyên sâu như là 60 ngày và doanh nhân chậm tay hả vàng thì chúng ta cần phải có những cái sự cam kết, đó là học tập rèn luyện liên tục đó mà, và gắn kết lợi ích của mình với lợi ích của cộng đồng đó, và để các chị có thể thực hiện được cái giá trị bản thân và sứ mệnh bản thân của mình thì lúc đó các anh chị mới có một cái động lực để có thể đi xa đi dài. Còn nếu không, các chị không có đặt lợi ích của mình vào, không đặt lợi ích của cộng đồng vào, không được đặt lợi ích của gia đình vào thì chắc chắn rồi để mà các chị thay đổi thì điều đó nó không dễ ha. Và điều đó nó minh chứng là trong suốt mấy chục năm qua chúng ta cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng mà chúng ta không thể nào thay đổi được. Mà khi vào câu lạc bộ chỉ có vài tháng thôi thì cuộc sống của chúng ta đã thay đổi, chuyển hướng 360 đã chuyển hướng 180 độ rồi các chị ha. Và đó là một trong những cái yếu tố mà Vi muốn chia sẻ với các chị ngày hôm nay. Cho nên là giờ, một đó là hãy thay đổi ngôn từ tích cực một chiều, hãy sử dụng ngôn từ tích cực một chiều luôn các chị ha. Các chị sử dụng ngôn từ tích cực một chiều luôn cho em. Bất kỳ một cái ngôn từ nào mà nó không tích cực, các chị phải đảo ngược nó ngay lập tức và sử dụng ngôn từ tích cực một chiều. Hai, đừng bao giờ kết thúc một câu nói bằng một cái câu khẳng định không tích cực. Nhá, đừng bao giờ kết thúc một câu nói bằng một câu ngôn từ không tích cực. Mà chúng ta cần phải khẳng định bằng một câu nói tích cực và hướng đến cái kết quả mà mình mong muốn thôi. Ok chưa? Ok chưa? Và cái thứ ba, các chị biết rằng là tiềm thức của mình á, đúng không ạ? Nó như một đứa trẻ 5 tuổi, nó không có phân biệt và nó không phân biệt được tốt xấu đúng sai đâu. Cho nên là giờ, ý thức của mình cần phải tỉnh thức, phải tỉnh táo để đưa ra những cái lựa chọn khôn ngoan và sử dụng ngôn từ đúng. Ok chưa ha? Thì cuộc sống của các chị hoàn toàn thay đổi. Và thay đổi như thế nào? Thì sau đây em xin mời lên đây một trong những câu chuyện mà em thấy cực kỳ là truyền cảm hứng cho tất cả các anh chị khi mà chị ấy đã ứng dụng được cái nền tảng công thức của câu lạc bộ, đặc biệt đó là vận dụng được cái nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ thân tâm trí, và không những là chị ấy ứng dụng thành công cho mình, còn biết cách chỉ là cho mẹ của mình đúng không ạ, và giúp cho gia đình của mình có một sự thay đổi rất ngoạn mục. Cho nên là gì ạ, em thấy là chủ đề ngày hôm nay nó rất là phù hợp với chị ấy, cho nên em phải mời chị ấy lên đây để có thể chia sẻ và truyền hứng cho tất cả các anh chị. Các chị có muốn lắng nghe không ạ? Các chị có muốn lắng nghe không các chị ơi? Bao nhiêu các chị mình muốn lắng nghe và học hỏi từ những kinh nghiệm của những người thành công thì comment tôi ạ.
Rồi rất là tuyệt vời ha. Và bây giờ thì cả nhà ơi, tay đâu ạ à? Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay lớn để chào đón nhân nhân chị Mỹ Trâm. Rồi xin mời chị Mỹ Trâm ha. Có thể mình lên chia sẻ và mừng truyền thống cho tất cả các anh chị. Mời chị ạ. Yes, tuyệt vời quá. Trâm xin chào doanh nhân Trần Vy. Chào tất cả cô chú anh chị mình có mặt trong buổi dân trưa hôm nay ha. Chúc cả nhà có buổi chiều sáng nay năng lượng. Cả nhà có nghe Tâm nói rõ không ạ? Cô mình rõ giúp Tâm ạ. Rồi Tâm cảm ơn tất cả cô chú anh chị ha. Thì Tâm xin tự giới thiệu, Tâm tên đầy đủ là Hồ Thị Mỹ Trâm. Tâm sinh ra ở Quảng Nam cả nhà, và hiện tại là Tâm sống ở thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Thì lúc trước Tâm sinh ra ở Quảng Nam, trước nhà Tâm là một cánh đồng của anh chị, và xung quanh nhà Tâm là không có một người nào mà Tâm thấy giàu có. Và khi mà đi ra thành phố thì Tâm ngỡ ngàng luôn. Wow, trên đời này có những cái nơi những người họ rất là giàu luôn. Và sau này khi Tâm biết tới câu lạc bộ của anh chị thì Tâm mới biết là thì do hồi xưa mình là khao khát, mình đã quyết định, bây giờ mình có cuộc sống ở thành phố đó tuyệt vời luôn. Và khi mà biết tới câu lạc bộ, các cô chính trị mình ở đây có thấy là mình thấy như là mình rất là được gặp, được là như là mình gặp cái một cái kiến thức tuyệt vời không ạ, như một phúc lành đấy với mình không ạ? Riêng Tâm là Tâm thấy là một phúc lành đúng không chị? Bởi vì khi mà Tâm biết được, Tâm xem được cái livestream của những đầu tiên á, thì Tâm thái kỷ niệm lại quá khứ của mình của chị. Tâm thái là wow, mình xưa nay mình đã ứng dụng kiến thức rất là nhiều, nhưng mà giờ mình mới biết và mình không nghĩ là nó tồn tại một kiến thức tuyệt vời. Và khi vào câu lạc bộ học tập với cô chị ở đây, mình có tin tưởng không ạ? Như Tâm thái là Tâm rất là tin tưởng, Tâm kỷ niệm là quá khứ của mình, Tâm rất tin tưởng kiến thức nào. Và Tâm thái tất cả những cô chú anh chị trong câu lạc bộ mình, ai mà khao khát tin tưởng và học nghiêm túc thì rất là thành công, và đặc biệt là học theo người thành công và thành công luôn. Có nhiều người Tâm thấy là vào các con chị vào sau, nhưng mà lắng nghe và nghiêm túc hành động mạnh mẽ thì thành công rất là nhanh. Còn những cô chú chị mình vào trước nhưng mình không nghe theo người thành công, mình bị nỗi sợ kìm hãm thì mình cũng không có kết quả gì. Thì khi mà vào học tập các con chị thì Tâm chỉ biết được một điều là các doanh nhân trong câu lạc bộ chia sẻ là mình nên học theo người thành công và thành công luôn. Thì lúc đó Tâm thái câu lạc bộ chia sẻ là nếu mà muốn thành công nhanh thì tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí, để mình rèn luyện con người của mình, rèn luyện thân tâm trí, và mình cài đặt những cái niềm tin của người thành công vào bộ não của mình của chị. Thì làm những cái quy trình để mình tăng niềm tin. Các quý chị mình ở đây mà mình chưa có niềm tin ha, thì mình ra quyết định mình vào nhóm rèn luyện thân tâm trí của chị ha. Và tất cả doanh nhân trong câu lạc bộ của mình thành công thì đều tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí hết. Khi mà vào đó ta mới ngộ ra wow, lâu nay là mình có những cái niềm tin của người chưa thành công. Hàng gì mình làm nhiều lúc có rất nhiều tiền nhưng mình không giữ được tiền của chị. Các con chị nhiều lúc có con chị làm rất nhiều tiền nhưng mà nó dẫn đến con người này, sự kiện kia, cái hoàn cảnh này, để con chị không còn tiền. Mình cứ nghĩ là cái điều kiện bên ngoài mà không phải con chị, tất cả đến từ trong tâm trí của mình. Mọi sự vật sự việc luôn xảy ra hai lần, lần trong tâm trí của mình, lần bên ngoài. Tâm vào, tâm học, tâm làm quy trình, nghĩa là tâm tăng niềm tin đó quý vị. Tâm tăng niềm tin, tâm ứng dụng thì tâm đạt rất là nhiều cái thành công luôn. Sau đó là tâm nghe các doanh nhân bảo là mình tâm cũng muốn kinh doanh đó quý vị, bởi vì tâm biết là mình muốn thành công nhanh mình phải kinh doanh, cho nên tâm tham gia vào cái nhóm doanh nhân. Thì ở đây các cô chị mình, các cô chị nào mà mình nghe chia sẻ về điều kiện các nhóm rèn luyện hay nhóm doanh nhân thì cô chị ra quyết định sao ạ? Lúc đó Tâm là dù là Tâm không có đủ điều kiện nhưng mà Tâm vẫn ra quyết định của chị, là họ làm được mình làm được tốt hơn chứ. Tâm nghe doanh nhân Trần Vy, Tâm nhìn thấy doanh nhân Trần Vy chia sẻ cái thành công liên tục. Tâm thấy là điểm xuất phát điểm của doanh nhân Trần Vy cũng đâu có là gì lớn đâu, nhưng mà doanh nhân Trần Vy làm được như vậy thì mình phải làm tốt hơn ấy. Tâm tự thuyết phục mình với chị. Cho nên nha, các doanh nhân chia sẻ về cái nhóm rèn luyện doanh nhân, Tâm không biết là như thế nào. Tâm bằng mọi cách là Tâm bảo là mình phải vào cái nhóm rèn luyện doanh nhân để mình thành công như những doanh nhân trong câu lạc bộ. Thế là hàng ngày Tâm hình dung tưởng tượng là mình đã tham gia vào nhóm đó rồi. Tâm nhìn thấy là doanh nhân Trịnh Huy mang một đồ gì, nói như thế nào. Tâm hình dung liên tục cái bức tranh đó, là một tuần sau Tâm cũng có ở nhóm rèn luyện doanh nhân của anh chị. Ở đây là quan trọng của con chị mình khao khát hay không ha, chứ là có
con chị nghe con chị vội ra quyết định là mình không có đủ điều kiện thì nó y như vậy con chị ha, không bao giờ tìm thất cháu con chị điều đó đâu, cho nên con chị phải ra quyết định mình sao sát là nhanh đạt được lắm con chị ha, mình học tìm thất nên con chị phải ứng dụng ha, hình dung tưởng tượng rất là tuyệt vời con chị, và Trâm rất có rất nhiều thành công, sau đó Trâm sẽ chia sẻ thành công với con chị ha. Là trước hết là thành công về tài chính, khi mà vào học hai cái nhóm rèn luyện thì Trâm tăng niềm tin cho con chị, lúc này là mình có niềm tin rồi. À, các con chị ứng dụng mà mình chưa có niềm tin thì mình phải làm quy trình để mình làm trên chính cơ thể của mình có gia, để mình ứng dụng vào cuộc sống của mình để mình tăng niềm tin và mình cài đặt bả hai câu hỏi niềm tin nhé. À, mình cài đặt cái niềm tin người thành công vào bộ não của mình để mình thành công, thì khi mà học như vậy thì Trâm cũng sở hữu được một cái miếng bất động sản bên cạnh nhà Trâm đó chị, lúc đó là mình biết tiềm thức rồi, mà khi đó là cái miếng bất động sản lại gần nhà Trâm là đường đường vào có 1 mét thôi có chị. À, có nghĩa là nếu mà họ 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 ở cái đất đó là họ không có tiện lợi, cho nên lúc đó Tâm sử dụng cái cách đàm phán trong cái doanh nhân chạm tay hoa vàng của chị và sở hữu được cái miếng đất nó họ bán mình, có nghĩa win win, mình có lợi mà họ có lợi, có nghĩa là mở đường ra được khi mà nhà Tâm mua miếng đất đó và mình kết hợp với đất nhà mình xong là mình mở đường rộng hơn được cái của chị có giá trị, và Tâm còn sở hữu ở ngoài thành phố là một cái bất động sản nữa. À, 1 tỷ. À, và các cô chú chị biết không, à, lúc đó Tâm ở ngôi nhà chỉ có 60 mét vuông thôi, và mà cái ngôi nhà này là hồi xưa con chị Tâm nhớ là Tâm cũng ứng dụng cái mạnh tiềm thức của chị mà Tâm không biết, thì đó Tâm quen chồng Tâm, Tâm vào cái ngôi nhà con chị Tâm ngồi Tâm thấy cái nhà là nhỏ mà nó xinh quá, Tâm thấy Tâm hình dung okay. Tâm cảm xúc của chị này, lúc đó mình cảm xúc mình nghĩ là nếu mà mình có cái ngôi nhà này thì mình hạnh phúc thế nào ta, và cuối cùng thì lúc đó mới quen chồng thôi chị, cuối cùng là mình ở trong nhà nó rất là tuyệt vời luôn. Sau này mình kỷ niệm lại là mình học những quy trình của câu lạc bộ, mình tăng niềm tin với lòng Tâm, Tâm cũng đặt mục tiêu là có ngôi nhà và cuối cùng cũng đạt được của chị. Nhà Tâm thì chuẩn bị vài ngày để Tâm về nhà mới ở thôi, chắc khoảng đầu tuần sau là về nhà mới ở của chị, rất là hay luôn. Cho nên cô chị mình hãy cùng ứng dụng ha, mình vào câu lạc bộ mình là mình học mình có rất nhiều thành công luôn, cho nên cô chị cùng ứng dụng ha. À, và cái tiếp theo nữa của chị là trong công việc kinh doanh của chị, lúc trước mình chưa cài đặt những cái tư duy của doanh nhân thành công của chị nào, à, là mình chỉ thu hút những khách hàng thường thường, những khách hàng mà không có nhiều tiền, họ mua tiền của mình chỉ mấy trăm ngàn mà họ cũng không có tiền để thanh toán. Nhưng mà khi mà vào học cái nhóm rèn luyện doanh nhân, mình cài đặt những cái tư duy của doanh nhân thành công của chị, Tâm hút đến cho mình những cái khách hàng là triệu số luôn, có chị tuyệt vời lắm của chị, họ giàu mà họ rất dễ thương luôn, và những đối tác là doanh nhân này của chị rất là tuyệt vời luôn. À, những cái đối tác là họ là chủ doanh nghiệp của chị, nó rất là tuyệt vời luôn. À, mà họ rất dễ thương của chị, có nghĩa là mình ra quyết định như nào, mình cài đặt những cái tư duy của doanh nhân thì mình thu hút người giàu mà họ rất là tuyệt vời luôn với chị ha. Và cái tiếp theo là về về tâm ứng dụng cho con trong của chị, mối quan hệ nữa cho con, tâm là tâm ứng dụng con tâm vào cái môi trường, vào cái trường điểm của thành phố của chị, khi mà học kiến thức câu lạc bộ, vào nhóm rèn luyện thân tâm trí, tâm biết là môi trường rất là quan trọng, cho nên tâm ra quyết định là con tâm vào trường điểm của thành phố Đà Nẵng. Thì lúc đầu tâm mới chia sẻ thì con tâm không tin đó với chị, con tâm nghĩ là con mà trình độ con học như thế này mà sao mà vào được cái trường đó mẹ, nhưng mà lúc đó tâm nghĩ trong tâm trí như thế này, mình biết sức mạnh thần thức mà, à, mình ứng dụng con mình đằng nào cũng vào được cái trường đó, thì tâm làm một cái bức tranh hình dung tưởng tượng của chị, ứng dụng sức mạnh tiềm thức các cô chị mình hình dung tưởng tượng rất là tuyệt vời ha. Những quan trọng các cô chị mình có tin cái điều đó không, có tin là tiềm thức mình là làm được không, là cô chị mình sẽ vào nhóm rèn luyện để mình rèn luyện, mình làm quy trình để mình tăng niềm tin ha. À, và khi mà trong hình dung tưởng tượng liên tục thì trong vòng ví dụ con trong năm nay lúc đó lúc con ứng dụng là học lớp 9 đi, thì vào đầu năm lớp 9 trong ứng dụng liên tục, và cuối năm lớp 9 là lúc đó là chuẩn bị để thi vào lớp 10 của anh chị, cái cô chủ nhiệm mới bảo con Tâm nhà em thi vào cái trường Hòa Vang đi, là cái trường mà Tâm ứng dụng của anh chị cũng vi diệu lắm của chị, có nghĩa tiềm thức mình khi có con chị hình dung tưởng tượng tiềm thức của cô anh chị biết đâu là nguồn lực đúng nhất, để giúp cô anh chị hoàn thành mục tiêu đó, cho nên những cách nói với cô luôn, cô bảo là em thi trường đó và con Tâm tin với cô chị là con Tâm thi là dư điểm đậu ở Hòa Vang luôn, mà đậu Phan Chu Trinh luôn của chị, hay lắm luôn, và con Tâm vào đó mà học giỏi tốt của lớp của anh chị là cũng xuất sắc luôn, giờ này con Tâm học lớp 10 rồi mà là con ra một đường học sinh giỏi tốt của lớp của anh chị cũng rất tuyệt vời, như văn là học được 8 phải trở lên của chị nó rất là hay luôn, như hồi lớp 10 là hóa là con Tâm là học được 9,9 luôn, nó rất là tuyệt vời anh chị, nhưng mà nếu mà Tâm chưa biết kiến thức này chắc Tâm cũng không biết
À, không nghĩ là con nó không đạo được cái trường, nó không ứng dụng và chắc vào cái trường thường thường thôi. Mà cô chỉ biết là môi trường rất quan trọng vào đó, những cái bạn còn là bạn học giỏi không là con mình phấn đấu học giỏi của chị. Bởi vì con người mình rất là phi thường, có thể làm việc mọi việc, cho nên nha mình biết mình ứng dụng rất là hay luôn. Còn về sức khỏe của chị, về sức khỏe thì rất là tuyệt vời. Lúc trước là trăm cái vòng một của trăm của chị nó không được khỏe của chị, nói chung là có u của chị nè, nhưng mà trăm ứng dụng, trăm nói lời yêu thương á, trong nghe tâm vào nhóm rèn luyện, trong nghe các nhân nhân chia sẻ về cách mình rèn luyện luật hấp dẫn, sức mạnh tiềm thức, và hàng ngày tâm nói lời yêu thương, tâm ghi là lời biết điều biết ơn, và tự nhiên nó khỏe luôn. Tâm tâm không tập trung vào đó nữa của chị, bởi vì tâm biết là mình tập trung cái gì cái đó mở rộng, tâm tập trung vào khỏe mạnh. Tâm sử dụng cái bộ công thức của câu lạc bộ mình chia sẻ và hoàn toàn khỏe mạnh của chị. Lúc trước bác sĩ bảo tâm như này mổ đi, mà hỏi lúc đó tâm nghe như thế này, mổ là dao kéo là nó sẽ phát triển, lúc đó tâm nghe tâm sợ của chị và tâm chưa làm cái gì đó, nhưng mà khi vào câu lạc bộ tâm ứng dụng nó khỏe luôn với chị, hay lắm, tuyệt vời luôn á, rất là tuyệt vời luôn với chị, rất nhiều thành công luôn. Mối quan hệ nữa, khi mình tăng tư duy của anh chị là mình có mối quan hệ với những người giàu của chị mà họ rất dễ thương nữa, bởi vì mình thế nào thì mình hút người như vậy. Mà lúc trước mình chưa có tư duy là mình mối quan hệ của mình chỉ là những người bình bình thôi, nhưng mà khi mình có tư duy mình thu hút còn là những người lãnh đạo, những người tư duy có tư duy cao, những người giàu có của chị, rất là tuyệt vời luôn. Và Trâm cũng chia sẻ ví dụ mẹ Trâm ứng dụng tiềm thức của chị, ví dụ mẹ Trâm ở quê đi heo á, Trâm mỗi lần mẹ heo mẹ Trâm mà đẻ, Trâm bảo mẹ Trâm là hình dung tưởng tượng đấy, hình dung tưởng tượng cái câu đó là nó đẻ một bài 13 con vậy, và hàng ngày nói lời yêu thương với nó và xin hồi vậy, là mẹ Trâm ứng dụng rất là đỉnh luôn. Ví dụ mẹ Trâm là cái điện thoại mẹ Trâm nó bị hư, mẹ Trâm bảo là giờ chắc ân ái mua cho cái cũ cũ được, Trâm bảo mẹ Trâm ra quyết định cái mới đi, rồi cuối cùng cái là mẹ Trâm được tặng cái điện thoại mới luôn đó, vì gì luôn anh chị ha. Trâm chia sẻ cho gia đình Trâm là ứng dụng rất thành công thôi. Và khi mà Trâm nhớ là khi mà Trâm Trâm ứng dụng về cái ngôi nhà Trâm của chị, là Trâm in hình ra, Trâm hình dung tưởng tượng liên tục như vậy của chị, và lúc đó là nhà Trâm làm giấy tờ lại là chuẩn bị xây nhà của chị, cái là có em rể của chồng Trâm á, có một cái việc không có thuận lợi về tiền á, xong chồng Trâm đem tiền cho mượn á, để xây nhà, tiền để dành xây nhà của chị nè. Xong rồi là em rể nó chưa có để thanh toán luôn, bởi vì trước kia là em rể là nó rất là tuyệt vời, nó giúp đỡ gia đình Trâm rất nhiều, và lúc đó không biết tiền đâu mà để xây nhà của chị, nhưng mà Trâm ứng dụng được hấp dẫn. Trâm nghe cái chị trong nhóm doanh nhân Trần Vy bảo là dọn đồ rồi hình dung rồi mình chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng như là mình chuẩn bị về nhà mới vậy. Và lúc đó là chưa có tiền xây nhà của chị, nhưng Trâm cũng ứng dụng bạn dọn đồ sạch sẽ chuẩn bị để về nhà mới vậy. Trâm mua những cái sách thơm bỏ toilet cho của chị, Trâm nói là cái này là bỏ toilet nhà mới này, thì Trâm ứng dụng như vậy. Trong 5 ngày sau là tự nhiên là chồng Trâm nói là thôi giờ mình thu tiền về mình làm nhà, cái tự nhiên nguồn lực đến nhà ẩm của chị, ra quyết định là tiền về cái là ra quyết định xây nhà là nguồn lực đến nhà ẩm luôn, rất là tuyệt vời luôn, chuẩn bị về nhà mới ở. Thì đó là những cái thành công tiêu biểu của Trâm của chị ha. Nên của chị ở đây mình chưa đạt những cái điều mong muốn về tài chính, mối quan hệ hay sức khỏe, mình vào nhóm rèn luyện cho con chị ha, để mình làm cái quy trình mình tăng niềm tin, ứng dụng sức mạnh tiềm thức của chị ha. Mình biết sức mạnh tiềm thức rồi, mình có 90% con người bên trong của mình, các con chị phải tận dụng ha, để khi mà con chị ứng dụng là tiềm thức sẽ biết cách để thu hút nguồn lực về của chị một cách dễ dàng nhẹ nhàng. Quan trọng là cô phải chị phải tin tưởng này, và muốn tin tưởng mình làm quy trình với con chị ha, làm quy trình mình tăng niềm tin và chuẩn bị làm đợt tới ra câu lạc bộ mình có cái offline của chị. Offline trong đó của chị là nó năng lượng lắm luôn á, tâm mà có offline là tâm ráo định tâm đi liền á, bởi vì có chị mình vào offline á, nó có là năng lượng, nó có chị ra quyết định gì tìm rất nhanh hiểu lắm. Khi mà mình cảm xúc của chị mình năng lượng á, mình ra quyết định gì là tìm rất dễ hiểu lắm, nên của chị mình ra quyết định đi offline ha. Và nay câu lạc bộ mình nghe nói là nếu mà ai vào nhóm rèn luyện thân tâm tí là trong tuần này là mình được tặng vé offline của chị, mình tranh thủ cơ hội đi. Con chị ra quyết định là bằng mọi cách mình có mặt đi, phải khao khát, phải nghiêm túc với mình, con chị phải ra quyết định đi với chị, là mình ăn một cách là mình phải có, mình được điều đó chứ, tự nhiên mọi người cũng như mình mà họ có điều đó mình cũng xứng đáng cái điều đó nhé. Mình đi offline là mình năng lượng lắm, trong đó của chị năng lượng lắm, của chị ra quyết định gì tiềm thức dễ hiểu. Nên tâm mà nghe có offline là rất là tuyệt vời luôn, 2 3 ngày mình đi mình có trường năng lượng để mình ra quyết định, rất là tuyệt vời. Thì đó là những cái chia sẻ thành công của Trâm. Cảm ơn cô anh chị mình đã dành thời gian để nghe chia sẻ của Trâm. Cảm ơn doanh nhân Tần Vy rất nhiều ha. Dạ rồi, rất là tuyệt vời luôn ha. Cả nhà của mình hãy gửi lời cảm ơn đến nhân dân chị Mỹ Trâm đã lên ăn mừng và cực kỳ truyền mới tất cả các anh chị.
Và chúc cho chị năm 2024 sẽ đột phá ha, và thành xuất sắc mục tiêu của mình trong năm 2024. Bao nhiêu các anh chị rất là truyền cảm hứng từ câu chuyện của chị Trâm à. Các anh chị thấy chị Trâm ứng dụng đỉnh không? Em nói rằng là chị Trâm ứng dụng từ những điều nhỏ nhặt nhất luôn ha. Tất cả mọi mặt luôn, chị Trâm điểm dụng rất là đỉnh cao và biết cách sử dụng ngôn từ rất là chuẩn ha. Mà quan trọng hơn ở đây đó chính là cái lòng tin. Lòng tin đó là chìa khóa các anh chị, là các chị cần phải có cái lòng tin để mà giúp cho các anh chị có thể khai mở được cái cánh cửa thành công và hấp dẫn cho các anh chị được những cái nguồn lực đúng. Cho nên là chủ nhật tuần này ha, trong nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ thân tâm trí, thì chúng ta sẽ được làm một cái quy trình, đó là quy trình điểm C. Và đây là một cái quy trình để giúp cho các anh chị khai mở được tiềm thức của các anh chị, chạm được cái tiềm thức của các chị và hiểu được cái sự vận hành của chính cái cơ thể của các anh chị và sự chỉ dẫn từ bên trong tiềm thức của các anh chị như thế nào. Thì các chị phải làm được cái quy trình này thì các chị mới thật sự hiểu được niềm tin nó chi phối cái cơ thể của các chị, nó chi phối cái năng lượng của các chị ha, và khai mở con người bên trong của các chị ra sao. Cho nên là hãy ra quyết định để mình có mặt vào nhóm rèn luyện thân tâm trí để trong chủ nhật tuần này chúng ta được làm cái quy trình ha. Và cái quy trình này cũng là một cái quy trình mà nó khởi đầu cho cái thành công năm 2024 của các anh chị. Mà quan trọng hơn, những anh chị nào mà chúng ta đăng ký trong cái tháng này thì các chị sẽ được tặng luôn cái tấm vé được tham dự sự kiện offline hoàn toàn miễn phí. Bao nhiêu các anh chị chúng ta muốn có mặt ở sự kiện offline cùng với câu lạc bộ Trạm Tháng Vàng comment tôi. Và chương trình thì chỉ có 1.000 người thôi, mà câu lạc bộ hiện tại là gần hơn 5.000 người rồi. Cho nên là anh chị nào muốn được sở hữu tấm vé và được giữ vé để có mặt vào tháng 3 thì hãy đăng ký trong tháng này để được tặng vé miễn phí các anh chị ha. Còn không thôi là các chị sẽ không có vé để tham gia đâu nha. Nên là hãy ra quyết định ha và nhắn tin ngay lập tức cho những anh chị nhóm trưởng để chúng ta kịp có mặt vào trong chủ nhật tuần này, để có mặt vào nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ thân tâm trí vào 10 giờ sáng chủ nhật các anh chị ha. Rồi, rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả các anh chị của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, và chúc cho cả nhà của mình buổi sáng tràn đầy năng lượng, buổi trưa tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc trọn vẹn suốt cuộc đời. Tôi càng ngày càng thành công, ngày và đêm tôi thành công một cách phi thường. Công việc kinh doanh thì càng ngày càng phát triển, quy mô kinh doanh thì càng ngày càng mở rộng, và tài sản thì liên tục gia tăng. Tôi thành